Cô thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học Khoa học tự nhiên lớp 6 của olmer.vn. Ở bài trước, ta đã biết rằng trái đất quay xung quanh mặt trời và mặt trăng thì quay xung quanh trái đất. Khi mặt trời lặn, ta quan sát bầu trời thấy rất nhiều ngôi sao sáng. Thực tế chúng là gì? Ta hãy cùng tìm hiểu qua bài ngày hôm nay nhé. Bài 45 Hệ mặt trời và ngân hà. Nội dung chính của bài ta sẽ nghiên cứu thứ nhất là cấu trúc của hệ mặt trời, thứ hai, ánh sáng của các thiên thể và thứ ba, hệ mặt trời trong ngân hà. Các em đang quan sát cấu trúc của hệ mặt trời. Hệ mặt trời hay còn gọi là Thái Dương hệ thì ta thấy có mặt trời ở trung tâm và các hành tinh quay xung quanh mặt trời. Trong hệ mặt trời, ngoài mặt trời thì còn có hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 8 hành tinh và vệ tinh của chúng và nhóm gồm các tiểu hành tinh, sao chổi và khói bụi thiên thạch. Trước hết ta hãy tìm hiểu về 8 hành tinh quay xung quanh mặt trời nhé. Theo thứ tự xa dần mặt trời, ta có thủy tinh, kim tinh, trái đất, hỏa tinh, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh. Các em hãy cho cô biết Tính từ mặt trời ra thì trái đất là hành tinh thứ bao nhiêu trong hệ mặt trời? Đúng rồi! 1, 2, 3, trái đất chính là hành tinh thứ ba trong hệ mặt trời. Khoảng cách từ trái đất tới mặt trời thì sắp xỉ 150 triệu km, người ta gọi là AU. Kem lưu ý, AU là đơn vị đo chiều dài trong thiên văn học có chiều dài bằng khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. Một AU thì sắp xỉ 150 triệu km các em nhé. Ta thấy không chỉ có trái đất chuyển động xung quanh mặt trời, mà những hành tinh khác cũng chuyển động xung quanh mặt trời theo cùng một chiều. Người ta gọi thời gian để hành tinh chuyển động một vòng xung quanh mặt trời là chu kỳ quay xung quanh mặt trời của nó. Ta hãy lần lượt tìm hiểu các hành tinh trong hệ mặt trời Bốn hành tinh vòng trong đó là Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất và Hỏa tinh, nằm ở phía trong vành đai tiểu hành tinh chính, có thành phần chủ yếu là silicat và các kim loại. Các thiên thể thuộc vùng này nằm khá gần mặt trời nên có nhiệt độ cao. Thủy tinh thì có chu kỳ là 87,86 ngày, khoảng cách tới mặt trời là 0,39 AU. Đây là hành tinh gần mặt trời nhất. Thế còn hành tinh thứ hai là Kim tinh thì có chu kỳ là 224,68 ngày, khoảng cách là 0,72 AU. Đây là hành tinh sáng nhất và nóng nhất. Đến trái đất của chúng ta là hành tinh duy nhất có sự sống ở trong hệ mặt trời. Ta biết rằng trái đất quay xung quanh mặt trời thì hết khoảng 365 ngày, chính xác là 365,25 ngày, ta gọi là một năm. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời thì đã được quy định là 1 AU. Hành tinh thứ tư là Hỏa tinh, có chu kỳ quay xung quanh mặt trời là 1,88 năm và đây là hành tinh có nhiều núi đá, bụi. Bốn hành tinh ở vòng ngoài là Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Đây được gọi là các hành tinh khí khổng lồ vì chúng có thành phần chủ yếu là các hợp chất khí và có kích thước rất lớn. Các thiên thể thuộc vùng này thì nằm xa mặt trời nên có nhiệt độ thấp. Mộc tinh được coi là hành tinh lớn nhất, có chu kỳ quay xung quanh mặt trời là 11,86 năm. Thế còn Thổ tinh thì các em nhìn thấy rất dễ nhận dạng bởi vì nó có một hệ thống vành đai chứa đựng các hạt băng. Thiên Vương tinh được coi là hành tinh lạnh nhất và Hải Vương tinh cách xa mặt trời nhất. Hành tinh này được coi là hành tinh có nhiều bão nhất. Chu kỳ quay của nó xung quanh mặt trời lên tới 164,8 năm đấy các em ạ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Khoảng cách từ các hành tinh khác nhau tới mặt trời là khác nhau. Các hành tinh chuyển động quanh mặt trời với chu kỳ cũng khác nhau. Nhìn vào các số liệu trên các em có thể dễ dàng nhận ra rằng các hành tinh mà càng ở xa mặt trời thì có chu kỳ quay xung quanh mặt trời càng lớn. Quan sát lại mô hình mặt trời tổng thể một lần nữa, các em hãy trả lời cho cô một số câu hỏi sau đây. Thứ nhất, hành tinh nào gần mặt trời nhất? Thứ hai, hành tinh nào xa mặt trời nhất? Và thứ ba, các em hãy cho cô biết chu kỳ quay của trái đất quanh mặt trời là bao lâu nhé. Chính xác rồi, hành tinh gần mặt trời nhất đó chính là thủy tinh, xa mặt trời nhất là hải vương tinh. Còn trái đất quay xung quanh mặt trời một vòng, hết 365,25 ngày. Đây là lý do cứ 4 năm thì ta lại dư ra một ngày và có một năm nhuộn 366 ngày phải không các em? chuyển sang nội dung tiếp theo ta tìm hiểu về ánh sáng của các thiên thể trên hình các em thấy mặt trời và sao bắc cực các em biết không nhiệt độ bề mặt của mặt trời và các ngôi sao rất cao cỡ hàng nghìn độ do đó thì chúng có thể tự phát ra ánh sáng thế còn đây là hình ảnh của hỏa tinh có phần sáng phần tối hỏa tinh và các hành tinh có nhiệt độ bề mặt thấp hơn chúng không tự phát ra ánh sáng mà phản xạ ánh sáng từ mặt trời Giống như mặt trăng mà ta đã học ở bài trước phải không nào? Thế còn hình bên phải các em thấy ngôi sao trổi. Sao trổi là loại hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo những quỹ đạo rất dẹt. Khi sao trổi tiến gần mặt trời thì các phần tử hơi nước bị thổi ra tạo thành cái đuôi phản xạ ánh sáng mặt trời rất đẹp. Vậy các em hãy ghi nhớ nhé. Các hành tinh và sao trổi không tự phát ra ánh sáng mà chúng phản xạ ánh sáng mặt trời. Vào những đêm trời trong, không trăng, Nhìn bầu trời thì ta sẽ thấy xen lẫn những vì sao lấp lánh, là một dải sáng mờ vắt ngang qua bầu trời. Người châu Á thì nó giống một dòng sông bạc, nên gọi là Ngân Hà. Nếu nhìn Ngân Hà từ bên trên, theo hướng vuông góc với mặt Ngân Hà, ta sẽ thấy nó có hình xoắn ốc với bốn vòng xoắn chính, còn gọi là bốn cánh tay. Các em lưu ý, Ngân Hà là hệ phẳng giống như một cái đĩa, chứa tới vài trăm tỷ ngôi sao, trong đó có mặt trời. Đây là vị trí của hệ mặt trời trong ngân hà. Hệ mặt trời thì chỉ là một phần rất nhỏ của ngân hà. Ta thấy nằm ở rìa ngân hà và cách tâm một khoảng 2 phần 3 bán kính của nó. Như vậy thì vừa rồi, cô và các em đã tìm hiểu các nội dung kiến thức về hệ mặt trời và ngân hà. Các em hãy trả lời một số câu hỏi tương tác cô cho sau đây để xem mình đã nắm rõ bài học chưa nhé. Chúc mừng các em! Qua bài hôm nay, cô muốn các em ghi nhớ cấu trúc của hệ mặt trời thì bao gồm mặt trời ở trung tâm, tám hành tinh, các tiểu hành tinh và sao chổi. Các hành tinh và sao chổi thì không tự phát ra ánh sáng mà phản xạ ánh sáng mặt trời. Cuối cùng, trong ngân hà có rất nhiều sao và trong đó có hệ mặt trời của chúng ta đấy. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em đừng quên truy cập olm.vn để làm thêm các bài tập vận dụng mở rộng nhé cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng tiếp theo trên kênh học trực tuyến olm